Cả lâu lâu mình ra quay bữa biểu cái kèo biểu lâu lâu mình ra quay bữa có dịp nào ra quay chị đứng gần anh nào em đứng đây à. Thằng Phương đâu đây. Dạ. Thằng Phương không ngồi đi thằng Sáu đi. Phương ngồi đây có chân nấu được không sao đây mặc áo tao nè mày kêu mày ba mặt đại mày đứng ngồi ngồi sao đứng đó vô. Không, đứng ở đó là ai? Đứng đó là ông bé hai đứng đó. Đứng đó bé hai đứng đó. Thằng Phương đi vô. Thằng Phương đi vô. Thằng Phương đi vô. Đưa đi con. Ừ. Em chưa làm việc kêu mà đi. Em muốn ta có đứng sao gì? Thôi vậy được rồi. Rồi vậy đó. Vừa nói là việc kêu luôn ha. Một, hai, ba. Rồi, ra, anh ra nữa. Đâu ra, chụp cho gì. Ba con, anh đứng anh vô. Anh ba vô đứng xuống nhờ với gì với chị. Ba, ba hai. Hai. Dạ. Ba hai, trở lại. Đây, đứng bên cầu ải. Đứng chỗ giữa, đứng bên cầu ải. Nhìn ở đây mà cười, nhìn chỗ này là cười. Nhìn chỗ cái số, cậu tư. Dạ, nhìn chỗ đó mà cười thì cái đó đẹp à. Thấy không? Yeah. Một, hai, ba. Rồi nhìn nữa không? Rồi mày mặc áo vô đứng đâu? Không để dành cho nó có mùi á chị anh ơi. Hai ba đút là đủ rồi. Một, hai, ba. Mày chụp chơi. Một, hai, ba. Chụp mấy nữa em? Cười nữa đây. Để chơi gì cười. Cười lo đi tới cười đẹp Việt Nam á ăn hồi nào ăn bánh canh dạ ăn bánh canh hay gì dạ 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 bánh canh dạ bánh canh rồi để đi chờ gì chín mặc đồ mấy hình coi được không gì sao được tôi sao dạ trời đất ơi hai chị em lọt ở dưới đó em ơi bà xã em à em nghĩ đứng vào hướng một hai ba rồi ba cái này là quay phim hay gì chính thì dính cái này mới mốt cái gì chính về là gì chính có đem theo cái này về dạ chị chính phải đem cứ quay bây giờ quay dưới nghe dạ bận quần khác ừ trắng trắng cái không sao đâu vậy là cho thấy á cái thay thì dạ áo này là thi hoa hậu ảnh hậu Phương Đông đó ta quay là của thượng sĩ hồi xưa đó thấy mặt bự lắm chính dạ dạ thấy mặt bự lắm à vậy cái con chị không cười đâu chụp dạ bây giờ xách cái ghế cho dì ngồi chụp cho đẹp mới được cái đó là con thấy hết á cái đó là con thấy hết á à, con thấy hết á đó 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 à, chính á quay phim là sướng cái đó thấy gì chính thấy hết trời dạ dạ chính ơi chính để giặt áo ra dạ à, chính để giặt áo ra đó chính quất qua đây một cái dạ 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 một nửa vậy thôi chính dạ một nửa thôi dạ nửa thôi à chụp nguyên người à, em chụp nguyên người một cái à cười cười chút với vui chính dạ đó chị có lấy dừa đó 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 chính cười đúng rồi à, à đúng rồi vừa chỉ hơi dài thôi vì giờ ngay ống kính nó chụp hình từ hoài cười há miệng thôi miếng miếng đó 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 vậy đẹp ha cười miếng 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 đó đó một hai ba rồi cái nữa cái em chụp ngang ngang gì nữa
cười vui gì. Một, hai, ba. Chụp cho anh vui vui vui. Cái gì anh chưa có mày cái gì. Mày bà đắt. Mày bà đắt. Chị ngồi cao lên chút, chị ngồi hơi thấp. Vậy chứ. Dì Chính á, nhìn cái máy này, dì Chính, đó, đó, đó. 1, 2, 3. Bây giờ dì Tư với dì Chính. Rồi. Dạ, dì Tư quấn, à, dạ, dạ, một cái quấn khăn, đẹp. Cái khăn dạ. Gì, dạ, một cái vậy nè, dạ, cho. Kiểu. Dì Tư cười cười đi, dì Chính cười cười đi, cho vui. Đó, dì Chính cười cái đó, dạ. Có duyên hả dì Chính? Dạ. Nữa nữa em. Cái nữa em. Nữa làm sao mà dì Chính nhìn em. Vòng kính á. Vòng kính á, đó, 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 đó. 1, 2, 3. Ai cũng khen dì Chính hết trơn á. Đó, dì Chính lớn tuổi mà tốt người quá. Dì đẹp quá. Hai bà đẹp quá. Rồi đi dì Chính. Thích ăn cơm chưa? Ủa Chính ăn sáng chưa? Ủa Chính ăn sáng rồi hả? Dạ. Rồi gì nữa không? Dạ đói bụng rồi. Dạ. Yeah. Dạ chị đói bụng. Ăn ngồi đây, chụp chân dung. Chụp chân dung. Để là mai mốt mình có hình, anh ngồi đi. À, chụp mình anh nè. Anh nhìn nãy sửa tóc. 1, 2, 3. Một cái máy, đó máy đứng hả? Ờ, cái máy ngang được. Đẹp trai vậy sao? Ông đẹp trai lắm. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn. Dạ, má con là bà Mười Nhiễn á. Ba đứa, con Sương. Hai đứa trai. Con nhớ hồi đó có đứa nào nữa mà. Đâu có. Có ba đứa là đâu. Hồi má con mất á, dì Tư biết không hay không? Má con chết á, dì Tư có biết không? Nghe nói chứ là tao không có đi. Nghe nói chết là nó họ cá nhân mà hồi đi. Chứ không phải đau mà chết. Cá nhân rồi. Bao lâu chết, bao lâu từ mấy hai? Hai lần nữa gì nên nghe họ nói vậy nè. Nó hỏi chết Tư ở trển đó mà. À, chết hả? Thì coi hình chết rồi cậu Sáu mới đi lên trển. Phải không? Ờ à, đúng rồi, thì không bao lâu. Thì năm mà mấy ổng giết con cậu Sáu, với rồi giết cậu Sáu trốn từ trển á. Thì họ nói sẽ chạy giết cậu Sáu, cậu Sáu mới chạy mới bắt anh Dượng giết thế đó. Dạ. Cái ông mà giữ, ông thấy tội nghiệp, ông mới nói tòa chuẩn bị ông giết chú á, là chuẩn bị chú Tính thằng Tính, cái ông giữ bỏ cho chạy đó. Ông đó giờ còn. Cậu Sáu lên năm ở trên... À, rồi mới lên dì Tư ở đó. Mấy năm. Thì vậy dì Mười chết ít bữa là cậu Sáu lên tới á. Trời ơi, dì Mười nào, không phải mà đuôn qua bên đây á. Chưa trời, thôi vậy dì chết là còn sống mà. Không, Phong còn nhớ không ha? Dì Tư. Phong còn nhớ bữa cậu Sáu rồi chạy qua bên nhà hôm nay không? Dạ, nhớ. Nhớ không? Nhớ, em cũng nhớ cái đó. Trời đất ơi, chạy qua ông kêu cửa, bắt đầu con run, con thằng Lằn đúng không? Mở cửa mà không lấy cơm thì mấy bữa nay đâu có ăn cơm gì, có lấy cho múc cho cơm ăn mà dí tép ra nước vừa vừa nè. Mở ra đèn là không dám ăn ra đèn. Đừng có đồ cắn móng tay không à, Phương? Cái đồ xước à. Đồ cắn móng tay chị có không chị? Dạ mượn. Có cái ngón út nó bị xước. Hôm qua. Rồi sao nữa vậy Tư? Con Sáu lên ở trên cũng mấy năm mà ha. Cậu Sáu bắt đầu ông Sáu ở Sài Gòn. Ở trên ở nhà của dì Tư hả? Không. Cậu Sáu ở Sài Gòn, ở trên có con cậu với tôi. Rồi chị tôi ở trên Sài Gòn. Dì Sóc Trầm hả? Ở dì Sóc Trầm. Ở chị Sóc Trầm. Rồi dì Sóc Trầm. Ở trên á. Rồi sao mới lên gì? Ồ sao mới về tôi ở. Một ở dưới họ mới viết giấy họ mới biểu về. Một gì á. Họ không có viết. Họ không có viết biểu về gì. Tôi về dưới này. Bây giờ họ biết là không có viết. Còn về. Sao đi có mấy năm? Đi mấy năm ở đây chị Sóc Trầm có mấy năm.
Không. Nhỏ kia ngủ hay nó làm cái gì vậy? Ngủ. Có muối không? Nhà mình có muối hột không? Không có coi đặng mà bỏ miệng hả? Dạ, chị Tư không biết nữa hả? Mấy người hả? Không tâm quá, ngủ vậy. Nó lấy muối nó bỏ. Mà đây hay nhúng miếng nước. Hồi nhỏ tôi mấy người ở ở cái tôi lấy xài chỉ từ cột tôi nhúng miếng nước. Nhúng nước kìa. Này là nó rắn mắt nhất. Tôi nhúng nước nhúng dịch lên. Lấy miếng dịch lên. Cái tôi bỏ xuống cái hả không cái bỏ xuống đụng răng cái cột mà dịch mình. Chạy. Dì Tư sau chuyến này dì Tư có tiền rồi á, dì Tư đưa cho vợ anh Hồng á. Nấu cho dì Tư ăn có thịt chút chút đi. Dì Tư không ăn thịt thì bây giờ nấu trong thịt á, nấu trong thịt á cho nó nhuyễn ra. Cho nó nhỏ ra rồi dì Tư uống. Ba muốn ăn thịt ăn được. Hả? Cá tép à. Một nên vậy lâu lâu rồi con bây giờ bà tới đi theo bà thử. Con khóc con gái con ấy con gì cũng không ăn được. Cái nào con gái con là không ăn mà thằng là ăn cái gì? Thì bây giờ mình nói thằng bò, thằng heo, thằng gà. Không ăn, à. Thấy sợ lắm. À? Thấy rồi chị Tư đâu còn thấy nữa mà sợ. Tao không thấy, có mùi khác. Mùi khác ha. Mùi khác nó kỳ. Chứ Tư Tư về còn ăn lạc không? Ăn tháng mấy bữa? Ăn tháng 6 ngày. Tôi ăn tháng 6 ngày ăn lụt. Còn thập ăn.